Và xin được trân trọng cảm ơn tất cả những tình cảm quý vị ngày hôm nay có mặt tiền dân đông đủ về đây. Và xin được kính chào tất cả những em nhỏ vẫn còn hơi hơi má hồng, chào những chị em đã có chồng, mà chào các những bạn trẻ vẫn còn có bông hồng trong tim, chào những em chưa có thì phải đi tìm, chào tất cả những em nhỏ vẫn còn lim xinh mắt hiền, gặp cô chú bác tôi cũng chào liền, chào anh chào chị tôi chẳng phiền một ai. Và thật đúng là hôm nay sum họp chúc mai, tình dài một khắc tình nghĩa dài trăm năm, cầu có thắm tới đôi môi mới đỏ, rượu có nồng say tới đôi má mới hồng. Mà hôm nay cô dâu Hồng Đào chính thức có chồng, mà chủ đề vâng ạ, hồi trần chính thức được làm chồng cô dâu, xin được một tràng vỗ tay năm giây quý vị cho đón chủ đề cô dâu của em ạ. Và xin mời hai bạn cùng đứng lên ra mắt với tất cả những tình cảm quý vị có mặt tại chủ đề môi trường ngày hôm nay, xin mời. Và xin được bạn kính quý vị, thật đúng là ngày hôm nay là ngày đẹp nhất mà chủ đề cô dâu được hiện diện vào tại chủ đề môi trường, và đúng là cô dâu thì môi phấn mát đào, mà chú thể cao to phong độ ít ai sánh bằng. Cô dâu em được ví như chị Thúy Hằng, mà tiếng vọng quên xoài cũng phải có quà vì yêu. Quý vị thấy chú thể cô dâu ngày hôm nay hai bạn đẹp thực sự tuyệt vời không ạ? Nếu có thể đặt thêm một tràng vỗ tay nồng nhiệt nữa đi ạ. Và xin được chúc mừng các em, và xin được kính thưa quý vị, kính thưa các cụ, các bà của đôi bên gia đình ngày hôm nay, trong niềm vui ngon của đôi bên gia đình có mặt tại chúng ta môi trường. Và bên cạnh đó, đúng là người ta thường nói rằng thế này ạ, trăm năm tích truyền vuông tròn, vài giò cho kỹ ngột vườn mài sông, qua những năm tháng tìm hiểu yêu thương thực sự rất dài, thực sự tư lớn của chủ đề và cô dâu, và đôi bạn đã cảm thấy không thể sống tới được nhau, quyết định về thưa với đôi bên gia đình, được sự nhất trí của hai bên gia đình, chỉ chứng kiến được chính quyền địa phương, đặc biệt là sự yêu thương nồng nàn của chủ đề Hoàng Trần và cô dâu Hồng Đào. Và ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, có đời trầm hót chất cầm hoa thơm, bất để mừng lễ vô quy, mà mừng cho tôi thể tôi được sở môn đợi chờ, mừng cho mỗi đất được xe tơ, như cầu bắt đầu đến bờ bến đây, mà quen ra hoa, đã có ngày tương quả, quả chân cành, đã có ngày giới chính. Tình yêu của đôi bạn ngày hôm nay thực sự đã đi tới độ chín mùi, đã có những cuộc năm, cuộc tháng, cuộc ngày, đủ tiền đủ gạo, đủ đạo làm chồng và đủ công làm vợ, đủ cả ba họ bốn bên, đủ cả em dưới và đủ cả chị trên, đủ cả bạn bè gần xa về đây để chúc mừng hạnh phúc cho bạn, được hạnh phúc trọn đời bên nhau. Và giờ phút này, xin phép quý vị để được long trọng tuyên bố chương trình lễ vô quy cô dâu Hồng Đào dẫn chương cùng với chủ đề Hoàng Trần tại chúng ta môi trường gia đình nhà gái, xin phép quý vị chính thức được bắt đầu. Và xin được kính thưa quý vị, và trong niềm hạnh phúc của chủ đề cô dâu ngày hôm nay, đặc biệt các cụ nhà ta thường ngàn xưa năm nay có một câu ca nói rằng thế này ạ, đó là con người sinh ra thì phải có tổ có tông, giống như cây có cội và giống như sông có nguồn. Cây có cội bên nở cành xanh lá, mà nước có nguồn mới bề đọng sông sâu. Kim cổ bất thành kim, không ông không bà, không cha không mẹ thì lấy đâu sinh thành. Với các tình cảm nồng nàn hạnh phúc của đôi bên gia đình ngày hôm nay qua những năm tháng chờ đợi, và giờ phút này xin được trân trọng kính mời vì đại diện trưởng đoàn cấp cao của gia đình nhà trai và vì đại diện trưởng đoàn cấp cao của gia đình nhà gái sẽ cùng nắm tay nhau, và hai vị hiện diện về tài chúng ta môi trường trong ngày vừa nay xin được trân trọng và kính mời hai vị. Và xin một tràng vỗ tay nồng nhiệt quý vị có mặt tại chúng ta môi trường để chào đón hết vị đại diện trưởng đoàn cấp cao hai bên gia đình kia. Họ thực sự là niềm hạnh phúc nhất đối với quý vị cô dâu khi có hiện diện đại diện cấp cao hai bên gia đình có mặt tại chúng ta môi trường với những tình cảm hạnh phúc nồng nàn. Và xin được kính thưa quý vị, đúng là ông tơ thì thấy dâu sinh, mà bầu mình thì lại thấy rể mình nết na, chúc mai là quế một nhà, chung đôi luân phượng trọn đời bên nhau. Và trước trao để những tình cảm trao rồi và chính thức giờ phút này xin được trân trọng kính mời vì đại diện trưởng đoàn của gia đình nhà trai chính thức có lời phát biểu, đôi lời cảm ơn tới sự đón tiếp tình tình của gia đình nhà gái trong ngày vừa mai, và xin phép chính thức chọn giờ đẹp nhất để đón nàng phu hiền dâu thảo Hồng Đào về với gia đình nhà trai, chỉ được trân trọng và kính mời vị. Kính thưa ban tổ chức, kính thưa hai họ, kính thưa các ông các bà, tôi thay mặt cho họ nhà trai hôm nay được ngày lành tháng tốt, được sự tìm hiểu của cháu Trần và cháu Đào, hôm nay đã hai gia đình đã nhất trí tổ chức cho các cháu để thành vợ thành chồng, trong đó còn có chính quyền ủy ban, còn có hai gia đình đã thống nhất
Rồi hôm nay chúng tôi xin công nhận là cháu Đào sẽ thành con dâu của chúng tôi trong ngày nay và giờ phút này. Tôi xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được chúc cho cảm ơn lên kiến phát biểu cực kỳ ngắn gọn, tấm đắc đầy đủ ý nghĩa của vị trưởng đoàn gia đình nhà trai. Và sau đây xin được trân trọng kính mời vị trưởng đoàn gia đình nhà gái có đôi lời đáp từ. Xin được trân trọng và kính mời vị. Kính thưa các ông các bà, kính thưa toàn thể hội hôn, thay mặt gia đình nhà gái tôi xin có đôi lời nhắn nhủ. Và trước hết xin cảm ơn sự nồng nhiệt, sự quý trọng và đón tiếp con dâu của gia đình nhà trai. Hôm nay chúng tôi không biết nói gì hơn, con gái chúng tôi về nhà chồng và tiếp đôi vợ chồng từ hôm nay, trước đây là chỉ là tình bạn và tình yêu nên không có gì là đáng trách. Vâng, con gái chúng tôi tuy có lớn nhưng chưa có khôn, mặc dù ở phương không xa mấy thế nhưng mà có rất nhiều điều, rất nhiều phong tục tập quán và lề lối gia tiên và các cái hoạt động trong môi trường tiếng nói không giống nhau. Cho nên mong các ông các bà khi con gái chúng tôi về nhà chồng, mong các ông các bà có gì đều giúp đỡ cho con cháu được hạnh phúc trăm năm. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu thành công của hai vị trưởng đoàn hai bên gia đình ngày hôm nay. Và để thể hiện tình cảm keo sơn giữa hai bên gia đình là nền tảng, là những người, là những viên gạch đầu tiên để tạo một nền móng vững chắc, một công trình vĩnh cửu được mang tên chủ đề Hoàng Trần cùng với cô dâu Hồng Đào được hạnh phúc trọn đời bên nhau. Xin mời hai vị cùng bước về trước một bước ạ. Và sau khi đó cũng thể hiện tình cảm bằng một cái bắt tay thật tiết nhất, xin mời. Và xin được một tràng vỗ tay làm nhiều quý vị dành tặng cho đất nước gia đình ngày hôm nay ạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn. Và xin được đầu xin mời hai vị quay trở lại vị trí trọng. Xin được kính thưa quý vị, liên tục quay trở về phía chúng ta môn trường ngày hôm nay với những nhiều tình cảm, đặc biệt qua những lời phát biểu của vị đại diện gia đình nhà trai, vị đại diện gia đình nhà gái, minh chứng rằng chủ đề cô dâu thực sự đã được nên vợ thành chồng. Và trong niềm vui hạnh phúc của chủ đề cô dâu, bên cạnh đó là một niềm vui của người cha, người mẹ, là người sinh thành ra cô dâu Hồng Đào ngày hôm nay qua rất nhiều năm tháng nuôi nấng con cái của mình lớn lên trưởng thành. Và giờ phút này xin được trân trọng kính mời hai bác sẽ cùng hiện diện về hôn trường để cùng trao tặng những món quà, những kỷ vật là những gì quý trọng nhất trong ngày hôm nay dành tặng cho người con của mình trước khi về với gia đình nhà trai để làm nàng dâu hiền, dâu thảo trong gia đình. Xin được trân trọng và kính mời. Vâng, xin được kính thưa quý vị, đúng là công cha sở hữu ngất trời, nghĩa mẹ sở với sống trời biển đông mà trên trời ai đến được long, nơi con thương lớn đây là đất tề công thắng này. Và qua những ngày hè vất vả để ngày hôm nay chính thức thấy người con gái yêu dù xây dựng cuộc sống mới là niềm vui, niềm hạnh phúc của người cha và người mẹ. Với tấm lòng, với những quà nho nhỏ, với tình cảm đó để mong rằng cầu chúc cho hai người con của mình thực sự hạnh phúc và yêu thương nhau trong cả cuộc đời. Xin được trân trọng và kính mời ạ. Vâng, xin được kính thưa quý vị, rất nhiều tình cảm của người cha người mẹ muốn truyền tải cho người con của mình rất nhiều những tình cảm là những món quà cực kỳ to lớn, nhưng do điều kiện còn khó khăn vất vả, với những tình cảm thành thục để trả lấy tình cảm để ngày hôm nay cho tặng cho anh người con của mình với tâm lòng bao cả và như biệt rộng trải tặng cho con. Và các bạn đó cầu chúc cho hai con thực sự yêu thương nhau. Và cũng như câu ca nói rằng ai ai mới về cũng đều phải ngỡ ngàng, anh em cô bác họ hàng đều mừng chúc phục ân cần thiết tha. Điều này hai bạn phải nhớ cho, sắc chỉ là nét, tài mới là đề đôi phước người, sống sao đều được như lời mà dâu hiền dề thảo người người đều khen. Xin được một tràng vỗ tay nhằm nhiệt nhất quý vị để chúc mừng cho đại gia đình ngày hôm nay ạ. Và bây giờ xin mời quý vị cho một tài cho các môi trường cùng liên tục và dốt ra những ly nước trà thơm
và những lý do nào hoàn nào chân thảo tình quê gia đình để các cụ đem đến gia đình cùng hàn huyên câu chuyện tâm tình cởi mở để chia sẻ những niềm vui và vui vẻ cầu trọng hạnh phúc cho chủ đề cô dâu. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị cùng nông lên tự nhiên cho ạ. Và xin được trân trọng cảm ơn. Vâng ạ, một món quà tiếp theo. Vâng ạ, thông tin mới nhất đó là món quà đến từ chị gái của cô dâu. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Xin mời món quà đến chị Thơ. Xin cùng hiện diện với hội trường để cùng trao tặng những món quà dành tặng cho người em của mình ngày hôm nay. Xin được trân trọng và kính mời. Vâng, xin được kính quý vị và liên tục bằng rất nhiều tình cảm ngày hôm nay. Xin quý vị cùng dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt nhất để chúc mừng cho đại gia đình với những tấm lòng những món quà dành tặng cho người em của mình ngày hôm nay. Dành tặng cho người con để cầu chúc liên tục những lời hạnh phúc dành tặng cho hai em và hai con của mình. Xin được trân trọng cảm ơn rất nhiều. Xin quý vị có mặt tại trung tâm trường ngày hôm nay, liên tục đề năng ni để chúc mừng cho đại gia đình. Và tình cảm đó xin được đặt thêm một tràng vỗ tay lớn nữa dành tặng chủ đề cô dâu. Năm xin được chân thành cảm ơn.
Kính thưa quý vị, và sau khi những giây phút mà chú rể cô dâu được di chuyển đến phía trung tâm gia thất chính gia đình, thực sự làm những nghi lễ gia tiên hoàn tất, và giờ phút này hai bạn được nắm tay nhau hiện diện về tại trung tâm môn trường. Xin được kính thưa thầy các cụ, kính thưa thầy cô, chúc mừng chị quý vị có mặt tại trung tâm môn trường ngày hôm nay. Đúng là trăm năm trong quanh người ta, để rồi trai tài gái sắc thì kéo là chọn nhau, mà chuyện tình chuyên được có chầu cao, cha mẹ sầm hỏi tôi thì đôi ta cưới nhau chọn ngày. Trăm năm chọn lấy một ngày, mà nghìn năm chọn lấy giờ phút tốt đẹp đây thôi. Giờ phút này chính thức sẽ được giờ đẹp nhất để chú rể cô dâu được hiện diện với tài chúng tôi môn trường. Và đúng là, vâng ạ, lấy gì đáp nghĩa trả ơn, để rồi công cha nghĩa mẹ xóm thôn vẹn tình về tại chúng tôi môn trường ngày hôm nay. Thực sự niềm hạnh phúc nhất đối với chú rể cô dâu. Và bên cạnh đó đúng là hôm nay trời nhẹ lên cao, ở đâu có cuộc vui nào vui hơn. Khí tiết thì trong sắc trời hồng, hôm nay có cuộc tân hôn nồng nàn rộn ràng trong xóm ngoài làng, chứng cho hạnh phúc giữa nàng cùng anh. Và là niềm hạnh phúc nhất đối với chú rể cô dâu ngày hôm nay, có những chặng đường yêu thương thực sự rất dài, thực sự kỹ lưỡng dành tặng cho nhau. Và đúng là đường thì còn đi xuống đi lên, nhưng tình qua nghĩa lại thì nên duyên vợ chồng. Hôm nay tiền cưới đã trao, mà chầu vàng xanh lễ thì cao xanh đậm tình. Đúng là bao ngày ước hẹn chúng mình đã nên, để có được con thuyền tình yêu cập đến bên đâu hạnh phúc như ngày hôm nay. Chú rể cô dâu trải qua rất nhiều cung bậc thâm trầm tình cảm dành tặng cho nhau. Và đúng là trai con mà lấy được vợ hiền, thì như cọc được tiền để rồi mua được miếng ngon, để chim con ta đầu tượng lòng son, để trai con giường vợ, để rồi gánh quan ta cả chồng. Hoa đất thì hoa phải nở, đỏ đã chật người thì đỏ phải sang sông. Em đã đến duyên, em phải lấy chồng, để được thỏa lòng mong đợi lứa đôi bao ngày. Và ngày hôm nay đây là một ngày mà trong 100 năm cuộc đời thơ mộng, chú rể Hoàng Trần và cô dâu Hồng Đào chờ đợi ấp ủ đến giờ phút ngày hôm nay. Và đúng là chung nhau ta chung cả cánh đồng, chung nhau chung cả tấm lòng mẹ cha. Bây giờ em cũng đã về đây để cho vui cửa vui nhà, mà chị cũng đã về đây để cho gia đình ta được đủ đầy. Và trong giờ phút trăng tròn ngày hôm nay, xin phép quý vị để được lắp thông bố chương trình đại lễ thành hôn chú rể Hoàng Trần sẵn duyên cùng với cô dâu Hồng Đào chính thức được bắt đầu. Vâng, xin được kính thưa các cụ và xin được kính thưa quý vị, liên tục chương trình ngày hôm nay. Và thực sự là niềm hạnh phúc nhất đối với chú rể cô dâu chung nhau, thực sự là niềm hạnh phúc giữa đôi bên gia đình. Và tình cảm ngày hôm nay đó là toàn thể các cụ, các bà, họ nội, họ ngoại, gia đình nhà gái đưa dâu chính thức có mặt đông đủ tại trung tâm môn trường gia đình nhà trai, là niềm hạnh phúc nồng nàn đối với gia đình nhà trai. Và giờ phút này chỉ được trân trọng kính mời vị đại diện trường đoàn của gia đình nhà gái đưa dâu sẽ hiện diện về tại trung tâm môn trường và đứng cạnh cô dâu Hồng Đào, chỉ được trân trọng và kính mời vị. Và xin một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt đây ạ. Và bên cạnh đó xin được trân trọng kính mời vị trưởng đoàn cấp cao của gia đình nhà trai chú rể Hoàng Trần sẽ cùng hiện diện về hôn trường, chỉ được trân trọng và kính mời hai vị. Vâng, xin mời vị đại diện của gia đình nhà gái đứng về phía cô dâu ạ. Và vị đại diện gia đình nhà trai đứng về phía chú rể. Và xin được kính thưa quý vị, đó là nhà dâu, nhà rể rất xa. Hôm nay xin được kết mối xa hòa trăm năm, mà thật đúng là nhà dâu, nhà rể không phải là gần. Hôm nay xin được kết mối tình sâu mà nồng, trên vị diện tình yêu của đôi bạn dành tặng cho nhau, đặc biệt với sự tác hợp của đôi bên gia đình, để có những tình cảm, niềm hạnh phúc giữa đôi bên gia đình ngày hôm nay, vun vén cuộc sống hạnh phúc cho hai bạn thực sự trọn đời bên nhau. Sau đây chỉ được trân trọng và kính mời vị đại diện trưởng đoàn cấp cao của gia đình nhà gái đưa dâu chính thức có đôi lời phát biểu và đôi lời cảm ơn tới sự đón tiếp thình tình của gia đình nhà trai, đặc biệt hơn chính thức để trao nàng dâu hiền dâu thảo Hồng Đào cho họ hàng gia đình nhà trai. Chỉ được trân trọng và kính mời vị. Kính thưa các ông các bà hai họ, hôm nay chúng tôi là mang con về ở đây, tuy là ở Lạc Sơn
về với Tân Lạc đấy là nó không xa xôi gì lắm, nhưng mà nói là đường xa, nhưng hai con là quyết tâm là yêu nhau, cho nên là đến cái sự ngày hôm nay hai con là đã về với nhau để thành vợ thành chồng. Chúng tôi không đại diện cho nhà gái, không biết nói gì hết. Hôm nay chính thức là thành con dâu của các ông các bà về đây. Tuy là con còn rất nhỏ tuổi, chưa biết ăn biết nói cái gì, nhưng là về đây với phong tục tập quán ở nó khác nhau, cho nên là kính mong các ông các bà và các cụ, và nhất là đôi vợ chồng nghe lấy những lời căn dặn của ông bà là tổ tiên sống như thế nào, và các ông các bà căn dặn để con chúng tôi trở thành con dâu tốt đẹp cho các ông các bà thế này. Tôi có là đến đây tôi gửi lời với các ông các bà, giao con gái của chúng tôi thành con dâu của các ông các bà chính thức từ hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu thực sự thành công của vị đại diện trưởng đoàn gia đình nhà gái đưa dâu. Và xin được kính thưa quý vị, nỗi là thông gia như ruộng lên bờ, bên mong được gì để rồi bên chờ được dâu, để rồi hai họ phải có đôi câu để giúp tình cảm được bền lâu bền dài. Qua những lời phát biểu lời vàng ý ngọc thiết tha của gia đình nhà gái đưa dâu, sau đây chỉ được trân trọng và kính mời vị đại diện trưởng đoàn gia đình nhà trai có đôi lời để đáp từ. Xin được trân trọng và kính mời vị. Kính thưa ban tổ chức, cho phép tôi tức là phát cái sóng dân tộc tôi sang ngay ông Pu Xuôi, cho nên là báo cáo là các quý vị như là các ông các bà học viên hào hô thông cảm của tôi. Tôi là rất hân hạnh hôm nay được vinh dự hội nhà trai thay mặt cho hội nhà trai lên phát biểu có đôi lời. Nhân dù có lấy hết bắt hơn tôi thì chẳng có lấy chi là hơn hết. Nhưng chúc các quý vị khán giả các nữa là bố mẹ anh mang trượt lên trong ngoài. Hôm nay có mặt cái đại hội trưởng hôm nay, tôi xin chúc một cái sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Tao hết, tôi chẳng có gì hết, rất chân thành và cảm ơn chú ơn tá, ơn cu ơn môn, bên trước mai khâu bác bá chưa con chưa cái, chưa quên đuôi chiếm bố chiếm mê, anh mang trong nhà, anh ủng bố con là tôi rất chân thành và cảm ơn. Coi là tôi gia đình coi chi, hơn hết tôi cuối cùng tôi xin chúc cho hội hôn, chúc cho hai con có một chức khế dồi dào, cứ ăn cha là đình, kinh còn thiết cái trong luôn, ăn khang tinh vương, vẫn chưa như ý. Coi là chương trình, cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu thành công của hai vị đại diện trưởng đoàn hai bên gia đình ngày hôm nay, đã nói hết bất tất tâm tư, nguyện vọng và những hoài bão mơ ước, những năm tháng đời trời của chú tiểu Hoàng Trần và cô dâu Hồng Đào dành tặng cho nhau. Và xin được một tràng vỗ tay thật lớn nữa quý vị dành tặng cho hai bên gia đình ngày hôm nay thành công. Và xin được trân trọng cảm ơn. Và xin được kính thưa quý vị, liên tục chương trình ngày hôm nay quay trở lại với tình cảm, những món quà đến từ người cha, người mẹ sinh thành ra chú tể Hoàng Trần sẽ cùng hiện diện về tại trung tâm môn trường để trao tặng những món quà và những kỷ vật. Xin được trân trọng và kính mời hai bác cùng hiện diện về hôn trường ạ.
chú rể trao xong thì có hồi hộp không? Hạnh phúc ạ. Và xin được kính thưa quý vị, sau khi chiếc vòng cầu hôn của hai bạn được lần vào tay thực sự thành công, là như một chiếc vòng tròn để siết chặt tay nhau trong cả cuộc đời. Và ngày hôm nay, sau khi trao chiếc vòng cầu hôn thành công, thì quý vị có thể liên tưởng một điều gì để hai bạn được dành tặng cho nhau những giây phút cực kỳ lãng mạn tại trung tâm sân khấu này không ạ? Hôn ạ. Các anh ở phía ngoài màu lắm. Chú rể có muốn làm điều đấy dành tặng cho người vợ mình không? Rất sẵn lòng ạ. Sẵn lòng ạ. Và xin được hỏi chú rể một chút. Có lẽ rằng đứng gần cô dâu mà nghe được nhịp tim chú rể cực kỳ rất là mãnh liệt. Không biết là bạn đã được chủ động và được người vợ của mình hôn mình trước lần nào chưa? Chưa, hôm nay trước toàn thể quan viên hay họ cùng các bạn nam thanh nữ tú thì mới tự tin được nhìn đó. À đấy là lần đầu tiên. Thì xin được hỏi cô dâu, thế em toàn bị chồng mình hôn thôi à em? Em chưa. Hai bạn chưa hôn nhau lần nào? Thật. hơi khó tin phải không ạ? Qua rất nhiều những chặng đường yêu thương dành tặng cho nhau, và dẫu biết rằng tình cảm đó không thể thiếu vắng những nụ hôn ngọt ngào, nhưng đó chỉ là chân bờ chân bụi trong bóng tối, một góc riêng tư của đôi bạn dành tặng cho nhau. Nhưng ngày hôm nay, với tất cả những sự minh chứng, tất cả các cụ, quý anh chị, toàn thể các bạn trẻ 50 thanh niên đồng trang lứa với chủ đề cô dâu có mặt tại trung tâm môn trường, thì hai bạn sẽ cùng thực hiện nụ hôn này, và phải thực sự chuyên nghiệp và thực sự lâu dài hơn. Bình thường thì bạn nín thở được khoảng độ mấy phút? Tầm 10 phút ạ. 10 phút ạ. Thế còn cô dâu? Em có 15 không? Không ạ, em ít hơn. Vâng. Và xin được kính thưa quý vị, có lẽ rằng ngày hôm nay để không làm mất thời gian tất cả quý vị nữa, để cho quay lại với tình cảm chủ đề cô dâu, được dành cho nhau những nụ hôn ngọt ngào nồng nàn lên đôi môi, thì xin mời quý vị cùng hướng mắt về phía sân khấu và chuẩn bị đếm quần tuần từ 1 đến 3. Và xin mời hai bạn quay trở lại vị trí ban đầu như kiểu lúc trao nhẫn cưới ấy. Chú rể cười cực kỳ rất tươi. Xin được hỏi chú rể, bạn thích chỗ nào cô dâu thì bạn cứ đặt vào đấy. Thích chỗ nào vừa cứng cứng vừa mềm mềm à, vâng. Cứ thực hiện thoải mái, bởi vì là ngày hôm nay chính thức đã được là người vợ của bạn. Xin mời. Và xin mời chú rể và cô dâu ghé sát nhau một chút nữa, hết mức có thể đấy bạn ơi. Khi nào mà không sát được nữa thì dừng lại. Và xin mời cô dâu, em hãy đặt một vị trí nào đó phù hợp cho nụ hôn này. Vâng, cô dâu rất là quen thuộc. Và xin được kính thưa quý vị, quay trở lại phía trung tâm sân khấu ngày hôm nay. Xin đặt một nụ hôn nồng nàn hạnh phúc của chủ đề cô dâu được dành tặng cho nhau. Và xin mời tất cả những nhà nhiếp ảnh gia cực kỳ hiện đại, một chuỗi chiếc điện thoại như Samsung, iPhone 12345 67 được lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời của đôi bạn ngày hôm nay. Và xin mời chủ đề cô dâu nhìn thẳng vào mắt nhau, tránh tình trạng hôn trượt cực kỳ nguy hiểm. Vâng. Xin mời ba điểm ạ. 1 2 3 4 5 6 7.